Anime được xem là một nghệ thuật đặc sắc của xứ sở hoa anh đào và đã trở thành một trào lưu được yêu thích ở khắp nơi trên thế giới. Với độ phổ biến ngày càng tăng, anime ngày nay có rất nhiều thể loại khác nhau, từ hành động đến lãng mạn, từ kinh dị đến hài hước. Khi các bạn mới tìm hiểu về phim anime của đất nước Nhật Bản, có lẽ bạn sẽ rất bỡ ngỡ vì chúng được phân chia theo rất nhiều thể loại. Mặc dù có nhiều thể loại nhưng không phải thể loại nào cũng đạt được thành công và hấp dẫn người xem. Những thể loại chính của anime có rất nhiều điểm hấp dẫn và lôi cuốn người xem nhờ cách tạo hình và nội dung giàu tính nhân văn. Thể loại phim anime hành động là một trong số những thể loại anime đắt khách nhất mọi thời đại. Là thể loại phim hành động nên chắc chắn nội dung chính của bộ phim sẽ xoay quanh những trận chiến đấu giữa người với người hoặc người và quái thú. Bên cạnh đó, thể loại anime hành động cũng truyền tải được rất nhiều ẩn ý sâu xa tới người xem. Nhưng mình thích nhất là anime Adventurella, dòng phim phiêu lưu mạo hiểm khám phá thế giới mới bao gồm cả thế giới viễn tưởng. Dòng phiêu lưu mạo hiểm này thường kết hợp với anime Adventure để thêm phần hấp dẫn và kịch tính khi các nhân vật được di chuyển đến vùng đất mới. Thông thường dòng phim anime Adventure rất dài vì các nhà sản xuất có thể nghĩ ra hàng triệu vùng đất khác nhau cho các nhân vật tới. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được video kỳ sau mình sẽ giới thiệu thêm nhiều anime mới nữa nhé.
We'll be right back.